mà không biết đến mình, người ta không biết mình từ trước đến giờ như thế nào, thì người ta nó cứ được đà nó nói là mình vô phép. Và xem lại nhá, xem lại 2013 đi, xem lại đi, xem lại lúc đấy là tôi đã dùng cái số ngũ 9 và lục 9 rất là lâu rồi. Đó, vì khi mà những cái thành phần như thằng Tân Vũ này, thằng Tân Vũ là cô sẽ chặn. Vì sao? Vì ở Facebook cô không phải là tưởng nói gì là nói, cứ thích nói, cứ thích mở miệng ra nói gì nói nhục mạ người khác, nói rồi đổ vấy cái mà không đúng sự thật cho người khác. Kiểu anh Hùng bàn phím ấy, không được. Vì Facebook người nào người ta có quyền, người ta có quyền tối thượng, quyền khóa mõm bạn lại vì bạn sủa lung tung, chứ không phải bạn thích bạn vào bạn nhục mạ người khác, bạn nói người khác là như thế này như thế kia, không được. Vào phê cái thằng Tân Vũ nhá, ta sẽ chặn mày. Xin lỗi mọi người nhá, để chặn cái thằng Tân Vũ rồi đó. À, sao không thấy Facebook nó đâu nhỉ? Chân cô bị ngã. Sorry mọi người một chút nhé, để cô chặn nốt cái thằng này. Facebook của con gái ở trên mạng ấy, những cái Facebook của con gái ở trên mạng mà xinh xinh, người ta thường xuyên lên clip hay người ta thường xuyên đăng ảnh đẹp lên để cho mọi người ngắm ấy. Mọi người không thích thì mọi người có thể ban link người ta đi, hoặc là không xem. Nhưng mà đã được xem free rồi thì nên im lặng. Nếu mà không được lời khai người ta thì nên im lặng, chứ không phải là được, chứ không phải là có cái quyền mà nói, thích nói gì thì nói đâu. Không thể tìm được cái vừa thấy hiện lên ở đây là cái thằng Tân Vũ đâu nhở, không tìm thấy luôn ấy. Ngày xưa cô Trang rất là hiền, thật sự là hiền ấy, không bao giờ cô chặn một người nào đó đâu, kể cả người ta vào nói dạng như là không đúng về mình rồi nói các kiểu, nhưng mà không bao giờ chặn đâu. Vì nghĩ là mình sự thật, mình đồng hoàng, làm sao phải chặn. Dạng như tính nghĩ, luôn nghĩ thế. Nhưng mà sau này mà khi mà nổi rồi ấy, quá nhiều ati rồi, người này người kia, người ta không thích, người ta ghét, người ta nói rồi như thế này kia, nhưng mà chẳng hơi đâu mà nói lại chúng nó, mà phải chặn luôn. Một cái sự chặn nick là một cái sự mà ban phước cho chúng nó một cái cay cú, rất là cay cú, là không thể vào Facebook của mình sủa nữa. Nếu mà chúng nó có không sủa ra cái lời như thế thì chúng nó vẫn vào Facebook của mình, chúng nó ngắm ảnh mình, chúng nó xem mình live stream hàng ngày. Đó, chúng nó vẫn còn được một cái mà được một cái quyền lợi như thế. Nhưng mà khi chúng nó sủa ra rồi thì mình sẽ ngăn chặn, không cho chúng nó có cái quyền lợi như thế. Tại sao? Đúng không? Hiếu ơi, Hiếu ai xin đây. Em có nhìn thấy Hiếu ai xin đang xem buổi livestream này của cô đúng không? Xem lại cho chị cái link Facebook của cái thằng Tân Vũ ấy, để chụp lại cho chị, để chị tí cho chị chặn cái thằng đấy. Kể cả bây giờ những cái những nhân viên của cô cầm máy trực máy, những cái bạn mà check comment cũng thế. Check comment mà những cái chớm, mà cái giọng mà dạng cà khịa hay giọng kích động, dạng kích động của Facebook chính của cô ấy, là cô khóa mõm hoàn toàn, chặn hoàn toàn để không cho vào xem ảnh nữa. Đã vào xem ảnh gái đẹp rồi, xem ảnh gái đẹp, xem livestream của gái đẹp người ta giao lưu ấy, là một cái mà mình cũng thích rồi, mà lại còn vào sủa linh ta linh tinh thì không có cái quyền mà được xem đâu. Làm gì có cái quyền được xem như thế, vừa xem lại còn vừa chửi người ta. Lớp học của Trang bây giờ khá đông rồi, hơn 700 bạn rồi, khá là đông.
Nhưng mà vừa rồi thì cô Trang lên lớp một tiết thì nó hơi xảy ra một cái số vấn đề xoay quanh đó, nên đâm ra vừa rồi là cô Trang cũng vào lớp học kín để thông báo thay đổi một chút thôi. Nhưng mà nhiều bạn thì hỏi tại sao là lớp học thu phí thì nó khác gì ở ngoài, nó khác nhiều chứ các em, khác rất là nhiều. Phải những bạn ở vào trong lớp học kín thì mới biết là nó khác như thế nào. Thứ nhất là gần như nhá, đa số là những ảnh và clip trong đó sẽ là không con trai cô đang cứ bảo mẹ lâu quá đang đói. Gần như những cái hình ảnh và clip ở trong lớp học chính của Trang thì sẽ không có, gần như nhá, sẽ không có ở ngoài. Và đương nhiên là những hình ảnh trong đó sẽ sexy hơn rất là nhiều, sẽ sexy và gợi cảm hơn rất là nhiều những hình ảnh ở ngoài, độc ấy, hình ảnh độc ở trong đó. Và thứ hai nữa là hàng ngày là sẽ có những cái hình ảnh và clip đó up lên. Thứ ba hàng tuần ấy, thứ ba mới đây là mới toanh luôn, một tin mới toanh cho các lớp, cho các học sinh lớp học trong lớp học cô Trang, là thứ ba là cô Trang cho thêm, là mời thêm các bạn, hai bạn trợ giảng cho cô Trang live trực tiếp giao lưu cùng các em. Đương nhiên là live là live gì, live 18 cộng, các em đừng nhầm lẫn là 18 cộng với cả sâu sách nhá, không có sâu sách, không có khỏa thân 100% đâu. Nên những bạn nào muốn đăng ký vào lớp học kín của Trang cũng đừng hỏi một cái câu mà thừa, là một cái câu là cô ơi có sâu sách hay là có khỏa thân 100% không, thì không có nhá, không bao giờ có vấn đề đó đâu nhá. Vì cô Trang là cô Trang hướng đến là một cái dạng như là 18 cộng nhẹ nhàng thôi, về cái trao đổi về chuyện tình dục mọi thứ xoay quanh cái chủ đề đó. Đương nhiên là cô Trang đứng lên lớp hay là những bạn trợ giảng thì sẽ ăn mặc rất là sexy, nói chung là nói trắng phớ là sẽ mặc đồ lót, đồ ren mỏng đó. Đó là các bạn trợ giảng sẽ lên vào thứ ba. Đương nhiên là các bạn trợ giảng đó rất là đảm đang rồi, rất là đảm đang, rất là xinh đẹp đảm đang. Và thứ sáu là cô Trang sẽ lên lớp chính, lên tiết chính là 45 phút. Đó thì có rất là nhiều thứ xoay quanh cái tiết học chính của cô Trang nào, sẽ hướng dẫn các em về những tư thế quan hệ trên ghế tình dục, và hướng dẫn cái cách mà sử dụng sex toy, rồi sử dụng oral sex bằng miệng, hay là làm cho phụ nữ lên đỉnh bằng bằng miệng như thế nào đó. Nói chung là còn nhiều thứ nữa mình không thể làm bật mí ra đây được, phải dành cho những cái bạn vào lớp học thì mới làm bắt được. Đó thì là cô Trang phổ biến cho mọi người để mọi người hiểu hơn về lớp học của cô Trang nhá, chứ không có, đặc biệt là không có chuyện mà không có chuyện là khỏa thân 100% hay là sâu sắc đâu nhá, nên các bạn đừng lầm tưởng nhá, đừng có hỏi thừa nhá. Rất là nhiều bạn hỏi thừa, và nên rất là nhiều bạn mà bảo chứ cô ơi, cô em chuyển khoản cho cô hẳn 500k, em chuyển khoản cho cô hẳn 500k, cô sâu, cô call video để sâu cho em. Mình bảo thề 500k của em to quá, không dám nhận, to thật sự cô không dám nhận đâu, cô từ chối. Và cũng rất là nhiều bạn mà muốn học 1-1 với cô ấy, là hỏi kể cả học 1-1 với cô, mà nếu mà cô có thời gian thì cô sẽ dạy 1-1, nhưng mà dạy 1-1 thì chưa có thông báo chính thức về cái việc dạy 1-1 của cô. Nhưng mà kể cả dạy 1-1 hay là lớp VIP, lớp siêu VIP, super VIP thì cũng không có chuyện khỏa thân 100%. Và có cái lớp siêu VIP thì dành cho ít thành viên hơn, là lớp 5 triệu một tháng, nhưng mà lớp đó thì có khác gì với cái lớp thường không? Không hề khác gì cả. Tính tại sao thu đắt hơn là vì những cái thành viên đó yêu cầu một cái lớp học chất lượng mà ít người vô. Các những cái thành viên đó là không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng hay là lộ danh tiếng, nên đâm ra người ta chấp nhận bỏ ra 5 triệu đắt hơn rất là nhiều so với lớp học thường này để người ta vô, để mà được cái sự kín đáo hơn, chứ không có cái gì khác hơn. Không phải có cô Trang sâu rất hay sâu khỏa thân 100%, không có đâu nhá. Rồi bây giờ khá muộn rồi, con ra cô đang chờ từ nãy giờ rất là đói, mặt ngủ siêu rồi. Bây giờ cô xin phép cả lớp để được xuống nhà làm đồ ăn cho em con cô. Và cũng chúc là mọi người có một ngày mai, có một ngày đầu tuần vui vẻ, rực rỡ, nhiều năng lượng. Nhá, bye bye.
Hôm nay bạn các bạn nhớ chia sẻ các bạn nhớ chia sẻ buổi livestream này cho cô Trang nhá. Bye bye.